thông điệp ớn lạnh cho chính quyền Kiev. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin Varsamoy News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Nga giành lại một số vị trí quan trọng ở cửa sông Dnep. Họ cùng áp dụng chiến thuật kinh điển tân thắng phát xít Đức để ngăn bước quân Ukraine. Moscow tung đòn sát thủ khiến NATO thiệt hại về nhân lực. Thông điệp ấn lạnh cho Zelensky và Kiev. Khả năng Mỹ chi tiền cho Ukraine ra sao sau khi chủ tịch Hạ viện bị phế truất. Sau đây, xin mời quý các thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin Varsamoy News. Nga giành lại quyền kiểm soát các hòn đảo ở cửa sông Dnep. The Top Qua hôm 4 tháng 10 đưa tin, chỉ huy các đơn vị thuộc lữ đoàn phòng thủ bờ biển thuộc nhóm quân Dnep của lực lượng vũ trang Nga cho biết, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát các hòn đảo ở cửa sông Dnep và ở lối ra vịnh Dnep ở khu vực Kherson. Theo ấn phẩm, các đơn vị Nga kiểm soát tuyệt đối tất cả các hòn đảo về mặt trực quan và 90% các hòn đảo về mặt triển khai quân nhân Nga ở đó. Tuy nhiên, quân Ukraine thường xuyên cố gắng đột nhập vào quần đảo và xa hơn tới bờ trái sông Dnep do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát. Trong khi đó, các hoạt động chiến đấu đã gia tăng trên một số khu vực của mặt trận, đặc biệt là ở khu vực Zaporizhia. Ukraine vẫn không từ bỏ nỗ lực phát triển một cuộc tấn công mới. Tờ tiếng Nga đầu tiên Tiskrat sáng ngày 5 tháng 10 đưa tin, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra theo hướng Zaporizhia. Có một cuộc tấn công nghiêm trọng theo hướng này. Lính Ukraine đang chiến đấu trên bộ từ hai đại đội. Đồng thời, biên niên sử quân sự ghi nhận rằng quân đội Nga đã phát động một cuộc phản công ở khu vực các làng Robotino và Verbovoye. Báo cáo cũng cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang rút lui, bỏ lại trang thiết bị của phương Tây ở phía bắc của làng Novoprokhovka. Bên cạnh đó, những ngày qua, các cuộc tấn công vào hậu phương của Ukraine vẫn được lực lượng vũ trang Nga liên tục thực hiện. Tại làng Alexandro Kalinovo, ở khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát, hàng không Nga sử dụng bom trên không FAB-1500 đã tấn công trụ sở của quân đội Ukraine. Trụ sở này chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hướng Bakhmut. Theo ấn phẩm Tiskrat, trụ sở chính gần như đã bị phá hủy do cuộc tấn công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Gần như toàn bộ nhân viên của trụ sở lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Những người sống sót đã được gửi đến Ba Lan để điều trị. Ngoài ra còn có thương vong trong số các nhân viên lực lượng đặc biệt của NATO. Họ đã cung cấp đội ngũ và hỗ trợ kỹ thuật. Các tác giả của tờ Tiskrat đã nhận xét rằng đây là tổn thất nhân sự chỉ huy lớn nhất mà Ukraine từng trải qua trên tiền tuyến. Qua đó cho thấy quân đội Ukraine đang gánh chịu tổn thất to lớn trong bối cảnh cuộc phản công không mang lại kết quả như mong đợi. Tờ New York Times mới đây đưa tin chiến thuật của lực lượng vũ trang Nga từ Thế chiến thứ hai đã làm chậm cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, thay vì giữ một tuyến chiến hào bằng mọi giá khi đối mặt với cuộc tấn công của Ukraine, các chỉ huy Nga đã áp dụng một chiến thuật quân sự lâu đời được gọi là phòng thủ đàn hồi. Để thực hiện chiến thuật này, lực lượng Nga rút lui về tuyến vị trí thứ hai, khuyến khích quân Ukraine tiến lên, sau đó tấn công trở lại khi lực lượng đối thủ dễ bị tổn thương. Khi di chuyển trên bãi đất trống hoặc khi họ đến các vị trí mà người Nga vừa bỏ quan. Mục tiêu là ngăn chặn quân đội Ukraine thực sự đảm bảo được vị trí và sử dụng vị trí đó làm căn cứ để tiến thêm. Đó là điều đang diễn ra ở làng Robotin theo hướng Zaporizhia trong thời gian gần đây. Chuyên gia quân sự người Anh Ben Perry lưu ý rằng chiến thuật phòng thủ đàn hồi không phải là một chiến lược mới. Liên Xô đã sử dụng nó trong trận đánh bại Đức năm 1943 tại Kursk, một trong những trận đánh lớn nhất ở mặt trận phía đông trong Thế chiến thứ hai. Nga dường như cũng đã áp dụng nó một thời gian ở Ukraine. Ông Perry nói, trong lịch sử nó đã được sử dụng rất thành công, nhưng để chiến thuật này đạt hiệu quả, cần có sự chỉ huy và kiểm soát tốt quân đội cũng như các đơn vị và tiểu đơn vị được huấn luyện và đưa ra những đòn phản công quyết định. Cần lưu ý rằng, chiến thuật như vậy chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cuộc phản công của chính quyền Kiev diễn ra chậm chạp. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cũng đổ lỗi cho hoạt động phản công của lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được các mục tiêu đề ra là do các bãi mìn, hàng rào xe tăng, kho đạn pháo của Nga và việc các đối tác phương Tây của Ukraine miễn cưỡng cung cấp vũ khí kịp thời cho Kiev. Đặc biệt, lính nghĩa vụ Ukraine không được huấn luyện đầy đủ trước khi ra chiến trường cũng dẫn đến tình trạng hiện nay của cuộc phản công. Tạp chí Military Watch viết rằng ngày càng có nhiều thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng quân đội Nga. Theo ấn phẩm, các binh sĩ của tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1
thuộc tập đoàn lực lượng phía Tây đã bắt giữ hai nhóm binh sĩ được huy động của quân đội Ukraine gần Artemovsk. Các tác giả của ấn phẩm đã chia sẻ thông tin chi tiết về các lực lượng vũ trang Ukraine được huy động đang đầu hàng với số lượng ngày càng tăng. Trong bối cảnh có báo cáo từ các nguồn tin Ukraine về tổn thất lớn trên tiền tuyến liên lạc chiến đấu. Bài báo cho biết, truyền thông phương Tây ngày càng ghi nhận sự huấn luyện rất hạn chế mà lính nghĩa vụ Ukraine nhận được trước khi được đưa ra mặt trận. Vì các sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng, lính nghĩa vụ phải học trên chiến trường để bù đắp cho việc hầu như không được huấn luyện. Tài liệu cũng cho rằng, tuổi thọ của một người lính trong lực lượng vũ trang Ukraine đôi khi chỉ được tính bằng giờ do tỷ lệ thương vong quá lớn. Đòn sát thủ của Nga buộc NATO ngậm đắng nuốt cay. Trở lại với một câu chuyện đã nhắc đến ở phần trên, các vụ tấn công của Nga vào sâu Ukraine đã gây thương vong cho các cố vấn NATO vào đêm ngày 1 tháng 10. Đây là một thông tin đến nay không mới, khi trong cùng ngày 1 tháng 10, tờ MK đã có bản tin về sự việc này. Khi đó, tờ báo Nga viết rằng chưa thể xác định rõ số người thương vong trong vụ tấn công. Trong bài viết đăng 3 ngày sau đó, hôm 4 tháng 10, tờ tiếng Nga đầu tiên Tiskret đã tiếp tục khẳng định về tính xác tín của đợt tấn công này. Bài viết bổ sung thêm một số thông tin đáng chú ý. Một là người Nga ngoài việc tấn công một địa điểm ở Kiev, nơi diễn ra cuộc họp của quân đội Ukraine và đại diện các cơ quan tình báo phương Tây. Họ có thể đã tấn công phá hủy một sở chỉ huy khác được ngụy trang và kiên cố của Ukraine ở làng Alexandro Kalinovo, TPR. Hai là bom lượng FAB-1500 nặng 1,5 tấn và là loại đạn có công suất cao đã được sử dụng để tấn công vào các sở chỉ huy, vốn cách xa tiền tuyến. Trước đó, tờ MK đưa tin là Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công vào nơi hội họp của các quan chức tình báo Ukraine và NATO. Do vậy, không loại trừ khả năng trong vụ không kích đêm 1 tháng 10, cả tên lửa tầm xa và bom lượng FAB-1500 đều được sử dụng. Ba là theo Tiskret, dữ liệu sơ bộ cho thấy có khoảng 50 sĩ quan cấp cao và cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Tại trụ sở còn có các chuyên gia NATO khét tiếng từng làm việc cùng với Bộ Chỉ huy Ukraine. Một số người sống sót đã được sơ tán đến Ba Lan, nơi họ được đưa vào các bệnh viện địa phương. Như vậy, nếu các đợt tấn công nhắm mục tiêu là các cố vấn NATO đã khá rõ ràng, vậy thì mục đích của Moscow là gì? Hãy bắt đầu từ cách giải thích của người Nga khi tờ Tiskret viết rằng có vẻ như người Nga đã chán chơi trò chơi quý ông và nhắm mắt làm ngơ trước sự phá hoại của những kẻ xúi dục phương Tây. Bài viết cho rằng quân đội Nga từ lâu đã có thái độ không động đến các sĩ quan NATO giúp đỡ quân đội Ukraine. Tại sao Nga lại tôn trọng những thỏa thuận của các quý ông như vậy? Nhưng bây giờ có thể khẳng định rằng Moscow cuối cùng đã cởi bỏ chiếc găng tay trắng của mình. Nói cách khác, Nga bắt đầu bỏ bộ mặt quý phái và chơi một cuộc đấu tài đôi với NATO. Vậy tại sao đến lúc này Nga đã ra những đòn không kiêng nể nhằm vào các quan chức NATO đang có mặt phía bên kia chiến tuyến? Có mấy lý do đáng kể như sau. Theo phía Nga, đầu tiên là người Nga muốn NATO hiểu rằng họ thực sự không có lý do gì để chiều chuộng các yêu sách ngày càng vô lý của tổ chức này. Người Nga đặt câu hỏi rằng, làm thế nào để chúng ta có thể giải thích yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin rằng không tổ chức săn lùng xe tăng Abrams của Mỹ mà Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Ukraine? Bạn thấy đấy, người Mỹ không muốn video đốt xe Abrams bị rò rỉ trên Internet, bởi vì điều này đem lại những hiệu ứng tai hại cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Sau đây sẽ không còn ai mua xe tăng của Mỹ nữa. Bởi vậy mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã gửi đến một đề xuất hài hước cho người Nga rằng việc lặp lại tình trạng xe tăng Leopard của Đức là không thể chấp nhận được. Khi chúng bị săn đuổi, tôi đã thấy những lời kêu gọi này, hãy chơi đúng luật. Phía truyền thông Nga nói rằng yêu cầu tuân thủ luật lệ từ một quốc gia đã làm nổ tung Nord Stream và Nord Stream 2, sau đó bắt đầu cung cấp vũ khí, cung cấp thông tin tình báo và huấn luyện binh lính cho chế độ Kiev. Nghe kỳ lạ và quá đáng. Và vậy là để gửi một thông điệp rằng người Nga sẽ không còn nhún nhường chơi trò chơi quý ông lịch sự với phương Tây. Các vụ tấn công dằn mặt sẽ được Moscow đưa ra với mật độ được dự báo là ngày càng dày đặc. Một cách giải thích thứ hai về sự kiện này từ góc quan sát độc lập, tức là chúng ta hãy để những lời giải thích từ phía truyền thông nhà nước Nga sang một bên. Nhìn thẳng vào cuộc chiến này, một sự thật mà chúng ta quan sát được rằng sự ác liệt và thảm khốc của cuộc chiến từ lâu đã không còn chỗ cho phép lịch sự. Khi mà hai bên vì lợi ích sống còn của mình đã vận dụng hết các chiêu thuật để có thể giành được lợi thế. Vì vậy, việc vừa chiến đấu để giành chiến thắng vừa đảm bảo hình ảnh một quý ông thanh lịch e là một phép thổi phồng. Vậy thì rốt cuộc, tại sao giờ Nga mới tăng cường tấn công nhắm thẳng vào các quan chức của NATO? Lý do có thể nói đến là vì các yếu tố thuận lợi đã hội tụ đầy đủ.
cụ thể tình báo và hệ thống trinh sát chiến trường của Nga đã hoạt động hiệu quả hơn trong việc phát hiện và săn tìm dấu vết kẻ địch. Khả năng tấn công tầm xa của Nga đã được nâng trình. Sự quyết đoán và tốc độ ra quyết định của sĩ quan Nga đã cải thiện rõ rệt. Nga đã tích lũy được kinh nghiệm để tung ra các đòn tấn công vào hậu cứ địch với hiệu quả cao nhất. Và một điều nữa, Nga đã phát hiện ra một sơ hở của NATO, đó là những cuộc không kích tiêu diệt các cố vấn NATO ở Ukraine không thể khiến cho Moscow bị đổ lỗi là bước sang lằn ranh đỏ, tức là bên chủ động gây chiến với tổ chức này. Với danh nghĩa hiện tại của NATO trong cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine, họ sẽ đối lý với Nga khi tranh cãi về sự việc này. Trong khi đó, những mất mát về nhân lực sẽ khiến NATO chỉ còn biết âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt. Chúng ta đều thấy rằng, sau mỗi lần bị không kích, Kyiv và NATO đều giấu kín những thông tin về quân số người nước ngoài gặp thương vong. Trong khi đó, về phía Nga, họ có thể thoải mái công bố các tổn thất về nhân lực của NATO. Họ hiểu rằng, chỉ cần một nhân viên của khối quân sự này phải bỏ mạng trên chiến trường Ukraine, sẽ tạo nên một cơn sóng phản đối chiến tranh dữ dội ở tổ quốc của anh ta. Nghe có vẻ bất công và chua xót cho hàng trăm binh sĩ Ukraine phải bỏ mạng mỗi ngày, nhưng thực tế là như vậy. Vì thế, nếu NATO không sớm bề định liệu, thì cơn rắc rối đối với họ sẽ vẫn còn kéo dài. Thông điệp ấn lành cho chính quyền Kyiv. Một diễn biến nóng bỏng ở chính trường nước Mỹ khi ông McCarthy bị phế truất khỏi ghế chủ tịch Hạ viện sau khi không hội đủ sự ủng hộ cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tại cơ quan này hôm 3 tháng 10 với tỷ lệ 216 phiếu ủng hộ, 210 phiếu phản đối. Hạ nghị sĩ Mark Gates, người đã khởi xướng vụ hạ bệ, lập luận rằng dưới thời McCarthy, Hạ viện và đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn. Nghị sĩ này cáo buộc cựu diễn giả McCarthy thiếu chuyên nghiệp vì hoạt động của ông mà nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách của Mỹ được cho là ngày càng gia tăng. Ông cũng không hài lòng với việc thành viên cùng đảng của ông đã thỏa hiệp với đảng Dân Chủ và đảm bảo thông qua ngân sách 45 ngày để tránh việc đóng cửa của chính phủ liên bang. Đồng thời, ông cáo buộc McCarthy đã đồng ý về một thỏa thuận bí mật với Tổng thống Mỹ Joe Biden để tài trợ cho Ukraine. Thành viên Hội đồng Liên đoàn Alexei Peskov viết trên kênh Telegram của mình rằng McCarthy bị cách chức vì một thỏa thuận bí mật với Biden để tiếp tục tài trợ cho Ukraine. Ông Peskov nói thêm, sự chia rẽ xung quanh việc ủng hộ Ukraine đã chuyển từ khía cạnh khoa trương sang khía cạnh thực tế và dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Và rõ ràng là khi cuộc bầu cử đến gần, sự chia rẽ ở Mỹ về Ukraine sẽ chỉ gia tăng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ ủng hộ một nghị quyết bãi nhiệm chủ tịch cơ quan này. Đối với Ukraine, đây quả là sự kiện gây choáng váng. Bởi vụ phế truất lịch sử chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho triển vọng viện trợ của Mỹ cho Ukraine sau khi hỗ trợ cho Kyiv bị loại khỏi dự luật tài trợ gần đây của chính phủ. Trong lúc này, nhu cầu tăng cường hỗ trợ cho Kyiv đã trở nên cấp bách hơn. Khi đô đốc Rob Power, quan chức quân sự cấp cao nhất của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nói hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 10 rằng đáy thùng giờ đã lộ rõ khi Ukraine được cho là đã bắn hàng ngàn quả đạn pháo được gửi đến từ các nước NATO mỗi ngày. Trên kênh Telegram của mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thông báo hai tin vui cho chính quyền Kyiv. Đầu tiên, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel thừa nhận Ukraine sẽ gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030. Điều này có nghĩa là EU tin rằng tình trạng Bandera hiện tại sẽ tồn tại cho đến thời điểm này. Thứ hai, ông tin rằng Ukraine chỉ còn đủ tiền cho 2 tháng. Tờ Wall Street Journal hôm 3 tháng 10 cho biết, chính phủ Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền và không thể trả lương nếu Quốc hội Mỹ không thông qua một đợt bơm vốn khác vào nền kinh tế Ukraine. Dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ, tờ báo này lưu ý rằng việc ngừng tài trợ đột ngột có thể gây ra bất bình ở Ukraine và gia tăng áp lực lên Tổng thống Zelensky. Chính phủ Ukraine được cho là sẽ phải quyết định cắt giảm những dịch vụ và tiền lương để duy trì hoạt động. Tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ và các quốc gia tài trợ khác hiện đang trả lương cho khoảng 150.000 công chức ở Ukraine, cũng như hơn nửa triệu giáo viên, giáo sư và nhân viên trường học. Nguồn tài chính nước ngoài cũng đang trang trải các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe và trợ cấp nhà ở. Một quan chức Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ xử lý khoản chuyển tiền trị giá 1,15 tỷ USD vào tháng 10 thông qua Ngân hàng Thế giới, miễn là Kyiv có thể chứng minh rằng họ đã chi tiêu hợp lý khoản chuyển tiền trước đó. Tuy nhiên, như Politico gần đây lưu ý, sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine đang suy yếu. Các nhà phân tích cho rằng, việc Mỹ không đưa thêm viện trợ cho Ukraine vào ngân sách của mình, cùng với lời hứa của tân thủ tướng Slovakia Robert Fico sẽ ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
và căng thẳng ngoại giao đang diễn ra giữa Ukraine với Ba Lan đều đã gửi đi một thông điệp ấn lạnh đối với chính quyền Kiev. Cựu giám đốc CIA George Beebe đã nêu trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Responsible Statecraft hôm 4 tháng 10 rằng lo lắng về sự hỗ trợ của phương Tây đang làm xói mòn tinh thần quân sự và quyết tâm chính trị của Ukraine, làm suy yếu thêm vị thế của nước này trên chiến trường. Sự kết hợp này có thể tạo ra một điểm bùng phát mà tại đó sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine dần dần bị xói mòn, dẫn đến sự suy giảm hoặc sụp đổ đột ngột. Cựu giám đốc CIA George Beebe nhấn mạnh, Moscow sẽ có nhiều khả năng biến Ukraine thành một quốc gia thất bại nhằm mục đích chiếm phần còn lại của Donbass và có lẽ là cả bờ biển đen của Ukraine. Sau khi tạo ra một vùng đất không người rộng rãi ngăn cách các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nước này sẽ tuyên bố ngừng bắn đơn phương và xây dựng các công sự rộng lớn để chống lại các cuộc tấn công mới. Khả năng Mỹ chi tiền cho Ukraine ra sao sau khi Chủ tịch Hạ viện bị phế truất? Cần nói thêm rằng việc Chủ tịch Kevin McCarthy bị sa thải hôm thứ Ba có thể báo hiệu một sự thay đổi trong Hạ viện về vấn đề viện trợ cho Ukraine, khi mà một số người có khả năng kế nhiệm ông ủng hộ mạnh mẽ việc viện trợ Kiev, trong khi số khác lại kiên quyết phản đối. The News Max đã dẫn đánh giá của Tổ chức Bảo vệ nền dân chủ Mỹ đối với các ứng cử viên hàng đầu thay thế ông McCarthy về mức độ ủng hộ của họ đối với viện trợ Ukraine trước đây, thứ tự xếp hạng từ A đến F, thể hiện sự ủng hộ hay phản đối các dự luật trước đó. Có thể cho thấy khả năng mỗi người sẽ đưa ra đề xuất viện trợ Ukraine ra bỏ phiếu nếu trở thành Chủ tịch Hạ viện. Có 5 ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện hiện nay, đó là Steve Scalise, Tom Emmer, Mike Gates, Jim Jordan, Byron Donalds. Trong 5 ứng cử viên này, chỉ có 2 nghệ sĩ Tom Emmer được xếp hạng A. Có nghĩa là nếu ông này trở thành Chủ tịch Hạ viện, thì sẽ là một tin mừng cho chính quyền của ông Zelensky. Tuy nhiên, ứng viên nhiều tiềm năng nhất cho ghế Chủ tịch Hạ viện lại là dân biểu Steve Scalise, chỉ được xếp hạng B về mức độ ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Hy vọng kiếm tiền của ông Zelensky sẽ mong manh hơn nhiều nếu ông Scalise lên nắm quyền ở Hạ viện, mà khả năng này là rất cao. Và sẽ là một kịch bản tệ hơn cho thể chế đương thời của Ukraine nếu như 3 ứng cử viên còn lại là Matt Gaetz, Jim Jordan, Byron Donalds ngồi ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Họ đều được xếp hạng F, mức cuối cùng trong thang điểm ủng hộ viện trợ cho Kiev. Nguy cơ chẳng còn một xu nào được Mỹ chuyển cho Ukraine rất có thể thành hiện thực nếu một trong 3 chính trị cánh hữu này có tiếng nói trong lượng viện Hoa Kỳ. Trong khi sự lựa chọn ở Hạ viện chưa ngã ngũ, các chính trị gia đảng Cộng hòa tiếp tục có những phát ngôn gây sức ép về việc Mỹ phải rút lui khỏi Ukraine. Trên mạng xã hội X, tên sau này của Twitter, sáng ngày 5 tháng 10, nữ nghệ sĩ Marjorie Taylor Greene viết rằng bà đã tiếp những người biểu tình đòi hòa bình và bà đồng ý rằng quốc hội nên dừng thúc đẩy cuộc chiến ở Ukraine. Cựu Tổng thống Trump đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng không được gửi thêm một đô la nào nữa cho đến khi châu Âu khớp với số tiền Mỹ chi cho quốc phòng Ukraine. Ông Trump yêu cầu Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden phải nhất quyết cân bằng sự đóng góp của các đồng minh châu Âu của Kiev với chi phí của Washington. Tại sao chúng ta lại đi trước quá xa, gây thiệt hại cho quân đội, sự sẵn sàng của chúng ta và giảm đáng kể nguồn cung cấp vũ khí của chính chúng ta? Ông Trump bình luận. Cựu Tổng thống cho biết thêm rằng, ông ước tính chi tiêu của Hoa Kỳ cho cuộc chiến ở Ukraine đã là 175 tỷ USD. Bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ, dân biểu Cộng hòa Chip Roy tuyên bố ông đã bác bỏ việc tài trợ cho Ukraine trừ khi biên giới Mỹ được đảm bảo và cơ chế tài chính được ổn định. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 2 tháng 10, nghị sĩ Chip Roy tuyên bố rằng chúng ta cần đảm bảo rằng không một đồng USD nào cho Ukraine. Không một USD nào sẽ đến Ukraine trừ khi chúng ta hoàn thành công việc của mình là trước tiên phải đảm bảo an ninh biên giới, trừ khi chúng ta thanh toán cho bất cứ điều gì chúng ta làm và trừ khi chúng ta hoàn thành việc phân bổ. Và thậm chí cả sau đó, tôi cũng không có hứng thú đến việc tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến ủy nhiệm. Trong lúc này, ông Biden không giấu được sự lo ngại khi thừa nhận trên CNN vào hôm thứ Tư ngày 4 tháng 10 rằng ông lo lắng về chính sách tài chính cho Ukraine bị đổ bể. Dù vậy, Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ vẫn cố gắng tự an ủi bằng lý lẽ rằng nhưng tôi biết có đa số thành viên Hạ viện và Thượng viện của cả hai đảng đều nói rằng họ ủng hộ việc tài trợ cho Ukraine. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo.
Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.